Alola, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Minecraft Pixelmon. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một lượt đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa ấn vào cái chuông thì nhớ ấn để nhận thông báo mỗi khi mình ra clip tiếp theo nhé. Ok, thì ở tập trước cái tập này ấy, thì mình muốn nói từ từ trước khi mà vào tập này thì mình muốn bắt con Pokemon này đã. À, con chuột thôi, không có gì. Thì giữa tập trước với tập này ấy, thì có rất là nhiều bạn kiểu như là sẽ chia thành theo hai phe này nè. Thứ nhất là anh ơi, sao anh ra cái điều kiện nó khó khăn quá, 100.000 người xem thì rất là khó để em có thể đạt được. Thì thực sự ấy, là mình cũng không muốn ra điều kiện bất một tí nào hết. Mình nói thật với các bạn là mình không muốn ra điều kiện và thậm chí là mình còn không muốn làm Pixelmon thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là các biết đấy, là hiện tại là mình đang làm game Dragon City ở kênh Vũ Lít và một ngày mình làm tới 2 clip và mình còn thêm cả mình livestream nữa, cho nên là mình rất là ít thời gian, để có thể làm một tập Pixelmon hoàn chỉnh cho các bạn, bởi vì mình cũng phải, nếu mà mình xem Pixelmon, mình mà làm Pixelmon ấy, mình cũng phải xem clip Pixelmon nữa. Vì thế mà cũng phải xem clip Pokemon nữa. Vì thế mà nó rất là khó khăn đấy. Mình sẽ vừa đi vừa nói nhá, chứ không thì nó sẽ bị lãng phí thời gian. Vì thế nó rất là không có, kiểu như là không có thời gian để làm một cái thứ gì đó nó hoàn chỉnh ấy. Tuy nhiên ấy, là mình không muốn drop cái series này. Vì thế mà lâu lâu mình sẽ làm. Thì nếu mình thay vì 100.000 người xem vậy thì mình sẽ nói là lâu lâu mình sẽ làm được không? Ví dụ như là một tuần mình sẽ làm một tập gì đó. Thế các bạn thích 100.000 người xem hơn hay là một tuần một tập hơn thì các bạn comment bên dưới nhá, để mình biết, chứ mình không có nhiều thời gian để làm. Còn nếu như các bạn thực sự muốn xem mình á thì các bạn chỉ cần mỗi người một lượt. À, con từ từ, con chim cha, con này nó chưa tiến hóa đến mức độ cao nhất các bạn ạ. Con này nó chỉ là con nó chưa phải là con Infernape, nó chỉ là cái dạng tiến hóa thứ hai thôi đúng không nhỉ? Nó chỉ là con Mofero thôi chứ chưa phải là dạng tiến hóa cao nhất của con này. Ok, mình sẽ thay con Pokemon vậy. Cho con nào ra đánh nhẹ nó thôi. Đây, cho con Nicaroc này. Con này về sau cũng là Pokemon của Satoshi đấy các bạn. Ồ, chết luôn. Đó. Thì mình nói thật đấy, nếu như các bạn thực sự mà muốn xem mình ấy thì mỗi người một chia sẻ thì nó sẽ lên 100.000 lượt xem rất là nhanh. Các bạn cứ ngồi đấy các bạn than là làm thế nào được 100.000 lượt xem. Trong khi các bạn không chia sẻ thì nó sẽ rất là khó để đạt được cái mức độ đấy ấy. Với cả là khi mà mình thấy một cái series nó được ít người xem thì mình cũng rất là gọi là biếng làm. Ví dụ các bạn làm một cái bài gì đó, các bạn bỏ rất nhiều công sức ra bạn làm ấy. Bài toán chẳng hạn, nhưng mà thực sự nó là sai hết và thầy hay cô giáo cho không điểm thì lúc đấy là các bạn sẽ cảm thấy rất là nản. Vì thế mà nếu các bạn tiếc một like thì nó cũng kiểu nó, mình cũng hơi buồn đấy. Nhưng mà không sao. Lâu lâu mình vẫn có thể làm một video cho các bạn xem ấy. Chứ hiện tại là các bạn ấy có vẻ như thích Dragon City hơn, cho nên là mình sẽ làm Dragon City nhiều. Nó kiểu như thế đấy. Còn nhiều bạn thì chửi thẳng mặt. Ôi, Legendary. Legendary, từ. Legendary, Diancia. Từ, phải bắt con này. Ơi. Đây à. Đây. Wow. Con này là một con boss đúng không nhỉ? Con này là một con boss. Mình hay gặp nó thuộc dạng Mega. Mình hay gặp một con boss kiểu này hạng Mega. Xem nào. Không đau lắm nhỉ? Ủa, đánh đau thế. Mình sẽ cố gắng bắt nó nhá. Cái chiêu này của con miến xào nó sẽ hy sinh máu của nó để nó, cái chiêu này này, nó hy sinh máu của nó để nó tấn công địch thủ. Vô máu đỏ rồi anh em. Lại bắt đầu Pokeball. Mình có rất là nhiều Ultra Ball nè, nhưng mình không có Tham Ball các bạn ơi. Cố lên. Ôi, nó phá rồi. Không sao các bạn ơi. Không sao. Mình nghĩ là mình sẽ bắt được. Mình nghĩ là mình sẽ bắt được các bạn ơi. Hôm nay khá là may mắn. Lại đối đầu thêm một con Pokemon huyền thoại nữa. Con Pokemon này mạnh lắm đấy các bạn. Ồ, nó phá được rồi. Con Pokemon này rất là mạnh luôn. Con Pokemon này là một cái dạng gọi là nó có thể là nó dùng để khắc chế một cái con Pokemon gì mà chuyên ra phá hủy nhờ, mình quên rồi. Sau đó nó bị, như kiểu nó dùng sức mạnh của nó nhiều quá thì nó bị biến thành cái cây đấy. Mình quên mất con Pokemon này là gì rồi. Mình có xem ở đâu đó một cái tài liệu gì mà có một cái con Pokemon nó thuộc cái dạng mà phá hủy á. Ok, nhưng mà từ mình phải bắt con này đã. Ok, bắt nào. Mình đang rất hồi hộp đấy các bạn.
thực sự là mình đang rất hồi hộp. Không biết là mình tung hết cái đống Ujabon này mình có bắt được không vào. Ui lại phá rồi. Raichu, Raichu. Vào đi, cố lên. Cố lên Fulit, cố lên. Đây sẽ là con Pokemon thứ hai của mình. Ô con này nó khỏe thế. Không có chiêu gì tê liệt hay là chiêu gì bị ngủ nhỉ. Để mình có thể bắt Pokemon nó dễ hơn. Đây rồi, hai con Pokemon huyền thoại gặp nhau. Liệu có bắt được nó hay không? Ok, ok, ôi lại hủy rồi, lại phá rồi. Khó quá ta, khó các bạn ơi. Con này có phải là Pokemon, hình như con này là một con Pokemon thân thiện. Chắc mình sẽ thử sử dụng Friend Bone nào. Đây, Friend Bone. Yes, mình sẽ bắt con này bằng Friend, ui, nó phá nhanh thế. Dùng Friend Bone nó làm phát mất luôn của Friend Bone các bạn ạ. Ultra Bone. Ultra Bone là cái quả mà có tỷ lệ bắt là cao nhất, à, cao nhất trong số các quả cầu của mình rồi. Nhưng mà có vẻ như hơi khó rồi, dùng Friend Bone nào. Nãy giờ mình dùng rất là nhiều cầu rồi. Vào. Vào. Vào chờ lâu thế. Ôi vẫn phá được các bạn ơi. Khó quá nhở. Đấy thì mình hy vọng là các bạn chia sẻ cho mình nhé. Bởi vì một chia sẻ nó không mất tới 5 giây đâu các bạn ạ. Nhưng mà nó khiến cho mình cảm thấy là mình sẽ có động lực hơn để làm clip ấy. Vào đây đi, vào đây đi, vào đây đi, vào đây đi. Đấm chết con Manaphy của mình rồi. Vào đây. Con Manaphy này là đệ tử của con gì ta? Chứ là mình quên tên rồi. Kyogre à? Đúng rồi. Con này là đệ tử con Kyogre. Con Kyogre là à, con Lugia là chùm con mỡ rồi đúng không? Ừ nó vẫn phá này. Khó thế. Giá như mình có nhiều Ultra Ball hơn nhỉ. Vào đi. Ôi vẫn phá các bạn ơi, quá nhiều. Các bạn nói là anh chỉ cần bỏ cỡ 50 quả Ultra Ball thôi. Nhưng mình thấy là có vẻ như công ăn thua đấy các bạn ơi. Quá trời khó luôn. Nó phá hết Ball của mình rồi. Mình có rất nhiều Ball. Ây nhưng nó phá hết rồi. Vào đi trời ơi. Khó thế, 4 quả nữa. Cố lên. Ôi phá luôn rồi. Đánh nó có máu đỏ đây, không bắt được thì chịu đấy các bạn. Vào, vào. Ôi lại phá rồi. Khó bắt quá, mình không có chiêu ngủ, không có nào có chiêu ngủ nhờ. Bây giờ có chiêu nào slip, cái slip vào mặt nó cái là bắt nó rất là dễ luôn. Lại phá tiếp. Ôi mình nghĩ là cái tỷ lệ bắt của mình nó thấp rồi. Gọi là cái gì nhỉ? Định mệnh của con này nó không thuộc về mình nha các bạn ơi. Có khi nào bắt được một con nữa bằng Hellbone không? Ôi nó phá nhanh thế. Trời khó thế. Chui vào đi em ơi. Ui nó phá nhanh quá. Hellbone đúng khó bắt luôn. Bây giờ mình đổ quá nhiều cầu cho nó rồi. Ây. Ui vẫn phá được. Nó chờ lâu thế. Đây Lusuribone. Đây là quả cuối cùng, các loại cầu cuối cùng mà tôi có đấy. Ôi vẫn phá được. Cố lên vào đi. Vào đi. Hãy chui vào đây. Pokemon huyền thoại. Pokemon huyền thoại vào đây đi. No có vẻ như con này nó không lựa chọn mình rồi các bạn ạ. Mình chấp nhận thôi. Mình nghĩ là con này nó không lựa chọn mình rồi. Mình đành phải chấp nhận thôi. Có những con Pokemon nó sẽ chấp nhận chủ của nó. Nhưng mà có những con Pokemon nó sẽ không chấp nhận. Và mình nghĩ con này nó không chấp nhận mình rồi. Mình khá là buồn nhưng mà không biết làm gì bây giờ. Mình chỉ còn 4 quả cầu cuối cùng thôi. Ôi còn 3 quả. Ôi vậy là nó sẽ quyết định là nó không chấp nhận mình rồi các bạn ơi. Mình bắt từ ngày đến đêm mà không được nó, mình buồn quá. À, không bắt được rồi. Ôi thôi xong, chịu rồi. Và cuối cùng, nếu như không được thì coi như chịu thôi. Rồi không được rồi các bạn ơi. Tạm biệt thôi. Con này ra giết nó vậy. Không giết được nó bị nó giết lại này. Rồi nó cân 2 luôn. Thôi để mình thử. Mình nhớ cho này vậy. Điện thoại. Mình nhập tên nhanh nhá. Rồi sau đó mình sẽ tele về kia. Mình mua thêm Ultra Ball. Nếu như may mắn thì mình sẽ mua được. Còn không may mắn. Nếu mà may mắn quay lại thì nó vẫn còn. Nếu không thì thôi. Chịu thôi. Các bạn biết cái cảm giác mà mình muốn rất là muốn cheat ra quả Master Ball nó như thế nào đâu. Nhưng mà mình không muốn, mình không muốn. Nếu như mà nó thực sự, nếu nó thực sự nó muốn đi theo mình thì mình sẽ, thì nó đã chui vào cầu của mình rồi. Mình rất là tiếc nhưng mà có vẻ như là con Pokemon này nó không thuộc về mình các bạn ạ. Pokemon huyền thoại nó không thuộc về mình.
buồn quá. Nên mình không thể nào ép nó được. Nếu như một cái con Pokemon huyền thoại nó không thuộc về mình thì mình không nên ép nó. Sẽ phải là Pokemon của mình. Mình sẽ dùng tất cả những cái quả cầu mà mình có để bắt nó. Nếu như mà nó thực sự mà thuộc về mình thì mình sẽ dùng tất cả những quả cầu của mình có để mình bắt nó. Nhưng mà rất tiếc các bạn ạ. Mình cũng rất buồn nhưng mà thôi. Lựa chọn của nó luôn là đúng đắn. Ultrabon. Ok, mình mua được thêm mấy quả Ultrabon nữa rồi. Mình sẽ quay trở lại xem có được không nhá. Nếu còn thì mình sẽ bắt thêm những hy vọng cuối cùng. Không thì thôi. Ê! No. Thế nào? Ôi sao mình không mở map được? Mình không mở map được. Mình sẽ tele qua đây. Sao mình sẽ chạy qua đây? Thế cái gì? Đây mình vẫn còn các bạn, nó vẫn còn đây đây. Đó, các bạn biết đấy, mình sẽ cố gắng bắt lại nó thêm một lần nữa. Mình không muốn chi ta Master Ball các bạn ạ. Như vậy thì mình đã gọi là sử dụng Poke Heal với cả là cái kia thì đã quá đáng rồi. Poke Heal với cả Tele là quá đáng rồi. Còn nếu mà sử dụng thêm cái này nữa thì mình nghĩ là mình không xứng đáng để chơi cái trò này nữa. Ok. Sẵn sàng chưa mọi người? Một hit nữa nha. Hoặc là phải trên này thôi. Ơi quá. Ê. U. 5 quả. U cố lên. Nó chỉ còn 1 chấm nữa thôi. Ôi sao nó thoát ra nhanh thế. Nó chỉ còn 1 chấm đấy các bạn. Đây tỷ lệ bắt phải cực cao ấy nhở. Ui lúc nãy mình đánh được như thế này thì ngon. Ui nó phá nhanh quá các bạn ơi. Chỉ còn 3 quả thôi. Ôi niềm tự hào của tôi. Vào đi. Ui. Còn 2 quả thôi các bạn ơi. Mình này phải giết nó vậy. Mình nghĩ là mình phải giết nó rồi. Ôi nó không, nó thực sự nó không chọn mình rồi các bạn ơi. Mình đã bỏ quá nhiều bôn cho con này rồi nhưng mà nó quyết định nó không vào. Ôi thôi xong rồi, tạm biệt mày vậy. Nó đi luôn rồi. Ôi không. Lỗi lại bị cái gì này? Lỗi game à? Lỗi game hay gì đấy các bạn? Ôi lỗi game rồi. Tự nhiên nó chọn thêm một cái không, nó ghi là item not found. Lỗi game rồi, mình sẽ phát ra vào lại. Ok. Chào mừng các bạn đã quay trở lại nhá. Thì có vẻ như là cái con Pokemon này đã quyết định là nó sẽ không đi theo mình rồi. Mình rất buồn nhưng không biết làm sao các bạn ơi. Thôi, có lẽ là mình không có duyên với nó. Hy vọng là một ngày nào đó thì chúng ta sẽ gặp lại và tao sẽ thu phục lại mày. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp vậy. Bây giờ thì người mình không còn một quả cầu nào hết. Ê, vẫn còn cơ hội các bạn. Mình sẽ dành cả tập để thu phục nó mất. Ok. Tầm 83 đúng không? Mình sẽ quay về làng tiếp. Mình vẫn còn cơ hội các bạn ơi. Đây mình sẽ tele vào đây. Mình vẫn còn cơ hội, mình sẽ bán mất mấy cái skill đi. Mình nghĩ là mình bị điên rồi. Nhưng mình sẽ bán mấy cái skill đi để mình quyết định là mình sẽ phải thu phục nó. Mình hy vọng là mình với nó vẫn còn duyên. Vẫn còn duyên còn nợ các bạn ơi. Đừng đi nhé, đợi tao. Con Pokemon. Mình không thể nào cheat ta Master Ball được. Rất nhiều bạn sẽ suy nghĩ là sao mày không cheat ta Master Ball đi. Mà mình rất là xin lỗi các bạn là mình không thể. Mình đã xài cái hai cái lệnh gọi là hai cái lệnh của cái trò này rồi. Mình không thể nào, không thể nào mà cheat Master Ball được. Đây bán mấy này đi. Có mấy skill này. Mắc bây giờ mấy skill này có mạnh thế nào thì mình cũng bán đi để mình đổi lấy bôn để mình quyết tâm mua, quyết tâm bắt nó. Ok, quay trở lại nào. Có thêm hai mấy quả này. Yeah. TP 84. Đây rồi, nó vẫn còn đấy em ơi. Mình bị điên rồi. Thực sự là mình bị điên rồi các bạn ơi. Mình bị điên đầu với con này rồi. Ui, mình có 24, thêm 24 quả là mình hy vọng nó sẽ bắt được. Ok. Vừa nãy mình đánh nhà nhỉ, đánh hai chiêu này đúng không? Ồ, có phải chỉ đàm nó khác các bạn ơi. Đàm nó sẽ khác thôi lần trước. Ok. Đàm nó sẽ khác thôi lần trước, cẩn thận đá chết luôn đấy. Rồi, giờ xài chiêu nào đây? Chiêu này à? Ôi ơi. Ôi, fuck. No.
Ui. Trời ơi. Các bạn không thể biết được cái khuôn mặt của mình lúc này nó như thế nào đâu. Trời ơi. Các bạn không thể biết được cái khuôn mặt của mình lúc này nó như thế nào đâu. Ôi mình buồn quá, mình muốn nghỉ tập này quá. Thôi chơi tiếp vậy. Thì đầu tiên là mình ui. Fuck. Trời ơi. 23 của Ultra Ball đây mà. Tại sao? Thôi, vậy là chính xác là nó không có duyên với mình rồi đấy các bạn ơi. Jinbi nè. Thôi mình này phải chấp nhận rồi, này phải mỉm cười và chấp nhận đấy các bạn. Biết sao rồi. Cái đam của con này nó tính kiểu gì ấy. Mình sẽ bắt con này. Con này cũng đẹp ấy. Mình sẽ bắt con này nhá. Ui xin lỗi mọi người nhá, nhưng mà mình đã làm mọi, chắc mình đã làm mọi người thất vọng rồi. Mình cũng buồn lắm, mà mình không biết nói gì bây giờ. Cảm xúc của mình bây giờ nó lạ lắm. Cực kỳ, ui đá cái chết luôn à. Xin lỗi mọi người. Mình cũng buồn lắm nhờ mình. Mình không thể tính đam cụ thể của nó được các bạn ơi. Xin lỗi nhá, xin lỗi tất cả mọi người. Những ai mà hy vọng là mình bắt con này, mình cũng phải tự xin lỗi bản thân mình. Mình cũng rất hy vọng mình bắt được con này. Oh. Thì mình nghe nói đấy là buồn quá. Mình nghe nói là ở vùng Alola nó cũng có con Raichu. Và con Raichu ở vùng Alola nó tên là Raichu Alola. Và nó có hai hệ nhá. Raichu bình thường ấy thì nó chỉ có một hệ thôi, là hệ tiên. À nhầm, hệ điện. Nhưng mà Raichu ở vùng Alola thì nó sẽ có hệ điện cộng với lại hệ tiên các bạn ạ. Và mình nhớ con Pokemon mà mình nói là ở tập trước con sư tử là con gì rồi. Đó chính là con Kaiku. Con Kaiku là nó có ba dạng đấy các bạn. Tiến hóa buổi sáng, tiến hóa buổi chiều và tiến hóa buổi buổi tối. Đúng không nhở? Hình như là vậy. Con Kaiku con đấy cũng mạnh, con đấy cũng bíp. Ok, sáng rồi. Hay lắm. Ở trên vùng núi này thì chúng ta sẽ tìm được con Lavita. Ờ chắc là mình sẽ cố gắng tìm con Lavita ở trên vùng núi này vậy. Ờ mình sẽ bật game xanh lên mình tìm. À mình sẽ tìm con Tapu Koko nhá. Tapu Koko. Nhưng nó không hiện ra này các bạn. Ở đây. Đây có Tapu Koko này. Tapu Lele này. Tapu Lulu. Tapu Fini này. Ở đấy nó hiện ra này các bạn. Mình sẽ để đây. Nếu mà nỡ may tìm thấy chúng nó thì có gì nó ra luôn. Bây giờ mình sẽ tìm thêm một con nữa là con Lavita. Enter. Ủa mình ghi có gì sai không ta? Pupita. Đây Pupita đây. Ủa con Lavita có gì sai ta? La Lavita. Lavita. Có chữ R đúng nhỉ? Đây con Lavita đây. Đây tên này rồi. Ok. Ok hả? Mày tìm thêm mấy con Trianta luôn. Lugia luôn. Ok. Tap con gì đó ta? Tapu, bốn con Tapu nữa. Đây Tapu có con le le lulu lili gì đây. Ok. Sao giờ để chọn đây ta? Ok rồi. Bây giờ, nếu mà mình tìm với một con nào gần đây thì nó sẽ hiện lên. Mình vẫn tiếc cái con Pokemon huyền thoại vừa nãy quá các bạn ơi. Có cách nào để bớt tiếc không? Ví dụ khi các bạn đánh rơi tiền thì các bạn sẽ làm cách nào để các bạn cảm thấy bớt tiếc hơn? Thực sự là nãy giờ mình rất là tiếc. Mình không biết nói như thế nào cho phù hợp luôn đấy. Cái cảm xúc của mình lúc này vừa mới tạch một con Pokemon huyền thoại nó như thế nào. Ok, mình sẽ đi vòng vòng ở trên cái núi này. Chắc là phải lên núi tuyết thì mới dễ gặp mấy con đấy. Buồn quá, giờ chả muốn chơi nữa. Cảm xúc nó thật là vãi. Buồn quá, chỉ muốn nghỉ thôi các bạn. Nhưng mà thôi, lỡ rồi, mình sẽ cố gắng chơi cho nó xong cái tập này đi, chơi cho nó dài dài một tí cho mọi người xem cho nó thoải mái. Và bây giờ mục tiêu của mình là, ấy con gì đấy? À, lại là cái con miến xào chưa tiến hóa. Mình đã quên tên nó luôn đấy. Mình nhớ là con miến xào chưa tiến hóa thôi, còn lúc tiến hóa thì nó có tên là miến xào. Mấy cái vùng đồi núi này thì nó mới dễ có con Lavita. Ê, có một con NPC đây, mình sẽ qua đánh nhau với nó. Hello NPC, cấp mấy đây? Cấp 22. Easy rồi. À, con này có đội hỏa tiễn này đúng không? Nhưng mà vào đây nó hơi xấu nhá. Hơi xấu. Ui, đánh mạnh thế. À mình quên. Con này hệ độc, hệ độc thì hệ tâm linh hay gì ấy thì con Pokemon này của mình
miếng xào nó không đánh được. Giờ chỉ có mana free mới đánh thôi. Mana free chiêu yếu quá nhở, nhưng mà vẫn giết được nó các bạn ạ. Water flu. Trời ơi, buồn quá. Buồn quá, đâm ra lười làm nhiều thứ các bạn. Có một con boss đây này, nó đang bay ở trên đây này. À, con boss này tiến hóa mega đúng không các bạn? Con boss này là con boss cào cào rồi phải. Bộ ngựa ấy. Con bộ ngựa mà nó tiến hóa dạng mega rồi. 80 vẫn cấp 80 nhỉ. Mình sẽ đánh nhau với nó. Water flu. Rồi, chưa kịp đánh đã bị chết rồi. Cho miếng xào nào. Hai zoom kích. Ui giời, đánh cái chết con miếng xào thì sao đai chơi ở đây? Ê. Đánh đầu thế. Đánh thế đầu thế người anh em. Rồi cũng chỉ làm được nó một tí máu thôi. Xong rồi, thua rồi. Mấy con này chả có chiêu gì đánh được nó. Có chưa để hồi máu này. Rồi xong luôn. Mình còn chưa kịp sử dụng chiêu cơ. Thunderstock này. Thunderbolt. Ôi rồi, không đánh được nó rồi các bạn ơi. Lycanroc chết rồi. Hẹn gặp lại. Con này có mắt như người vậy. Nhìn nó như người ấy. Hay con đây là con người. Boss này cấp bao, ông này cấp bao nhiêu? 41 à? Được đấy. Xứng đáng đấy. Mình sẽ cho miếng xào solo. Mấy con Pokemon ui vãi. Khỏe thế. Còn độc nữa này. Nhưng mà Pokemon của tôi khỏe hơn. Ok. Ây chết. Chết luôn ạ. Primus. Ơ chứ là xài nhầm skill đó chứ. Mình bị cuống luôn rồi. Ồ, Pokemon này của mình đánh nó không ăn thua hay sao ấy. Rồi. Một con. Hai con. Ồ chưa chết này. Từ bây đối đầu Pokemon huyền thoại. À, có một thông tin nhỏ cho các bạn biết là những cái con Pokemon của Satoshi ấy, chỉ có một con Pokemon của Satoshi là có thể đánh bại được hai con Pokemon Legendary thôi. Đó chính là Pikachu. Như bạn nào chưa biết. Và Pokemon lợi hại nữa của Satoshi là cái con Grand Ninja. Grand Ninja nó có thể như là Grand Ninja cũng đã từng đánh bại một con Legendary chung với cả là Satoshi rồi thì phải. Buồn quá, mình mất cái con, mất cái con huyền thoại, không biết là có ai an ủi mình không chứ mình buồn vãi. Mình cảm thấy chán thật. Thề. Như mất thứ gì đó quý báu. Khổ lắm. Nó chỉ cảm giác vậy thôi chứ không phải là mất thứ gì quý báu đâu. Mình kiểu cảm xúc khi mình chơi game mình có cảm xúc lạ lắm. Mình mất cái gì là mình nói hoài với cái đấy. Ê mày khổ chứ. Chơi game bị nhập tâm vào nhân vật quá. Trong phim là các bạn xem là mấy con Legendary nó ba ngon thế nào. Ê mà. Nhưng mà con Legendary đánh cũng hơi yếu nhỉ đúng không bạn? Mình thấy con Legendary nó đánh vậy cũng hơi yếu á. Bây mình phải tự chê nó để mình cảm thấy là mình không tiếc. Sao để qua bên kia đấy? Vãi đi, đây là vách đá treo leo này. Đầu nha. Đầu nha. Đầu vãi. Ấy, đau quá. Xong nó sao treo qua bên kia? À mình hiểu rồi. Mình quên mất mình có mấy cục đá để làm gì. Mà mấy cục này không biết có đủ để đi qua bên kia không? Chắc là không đủ đâu nhỉ. 4 cộng 2 là 6, 6 cộng 3 là 9. 9 cục có đi từ bên đây qua bên kia được không? Arita gì kìa. À con boss. Chắc là không đủ đâu nhỉ. Thôi không đủ rồi thôi. Đi bộ xuống. Mình nhảy bên kia được không ta? Ui. Vãi còn một giọt. Tí thì chết anh em. Anh em đừng thử cách này nhá. Chết đấy. Không biết là mình đã keep chưa. Mình nhớ là như mình keep rồi các bạn ạ. Nhưng mà chết đấy. Trong game thì mình nhảy bạo dạn vậy thôi chứ ra ngoài đời thì ai dám nhảy vậy. Ra ngoài đời phải có dây leo các thứ. Bám vào người mới dám đi lên. Chưa chắc đã dám đi lên cơ. Tập lại buồn quá các bạn, chả bắt được con Pokemon nào. Gặp con huyền thoại thì không lại bị kia. Bắt 2-3 lần không thành công, khổ thế. Lần thứ 3 mình cứ nghĩ là sẽ cảm giác là mình sẽ bắt được nó. Khi mà trong tay mình sở hữu quá nhiều những cái cục Ultra Ball. Nhưng mà kết cuộc thì nó lại thành ra buồn quá. Thôi mình buồn quá các bạn ơi. Ở chắc là mình sẽ dừng cái tập này thôi, mình buồn quá, mình hay kể lể quá. Chắc mình sẽ dừng cái tập này đây nhá. Còn nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.